cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có K cộng là có Tết. Cơ hội phản công dành cho Arsenal. Gabriel Jesus vượt qua được Thiago Silva chọc khe. Cơ hội cho Odegaard đối mặt. Odegaard không vào. Một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh của thủ Arsenal với một pha bóng táo bạo đến từ Gabriel Jesus. Một mình anh thoát ra khỏi vòng vây và hướng quả bóng thực sự hợp lý. Gabriel Jesus, Fabio Vieira chuyền bóng vào, dứt điểm. 1-0 cho Arsenal. Martin Odegaard. 1-0 cho pháo thủ. Và phối hợp rất hay của đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Hoàng Anh. Và họ đã có được điều mà mình cần. Martinelli sau một loạt những tình huống đi bóng từ ngoài biên vào đã đưa bóng ngược lại qua cánh trái. Zinchenko rồi Gabriel Jesus đến Fabio Vieira. Vieira đã có một pha xử lý rất hay. Pha tiếp bóng đầu tiên đã giúp cho Fabio Vieira kéo được thủ thành Juesa ra khỏi khung thành, đồng thời cũng mở ra góc để anh thực hiện một tình huống chụp bóng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để cho Martin Odegaard ghi bàn thắng mở tỷ số. Nếu như Martin Odegaard không ghi bàn thì Bukayo Saka cũng lập công ở tình huống vừa rồi. Arsenal khởi đầu hiệp thi đấu thứ hai này chậm rãi hơn ở hiệp đấu đầu tiên, nhưng họ lại có được điều mà mình mong muốn. Pha đánh gót của Martinelli, Zinchenko chuyền bóng vào, Martinelli, Odegaard vào. Cú đúp của Martin Odegaard. Hai bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai của tiền vệ người Na Uy. Sai lầm của cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp đấu thứ hai bên phía đội chủ nhà. Sau đó Martinelli đã có pha đánh gót rất hay cho Zinchenko. Nhịp căng bóng vào của Zinchenko cùng với pha dứt điểm của Martinelli đã tạo nên một tình huống lộn xộn. Và Martin Odegaard đã có mặt đúng lúc đúng chỗ, không bị ai theo kèm. Và rồi anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Một pha khống chế và dứt điểm đơn giản của cầu thủ mang áo số 8 để nhân đôi cách biệt cho pháo thủ thành London. Pha lập công này giúp cho Martin Odegaard trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Arsenal ở Hoàng Anh mùa giải năm nay với 6 pha lập công. Matheus Nunes, Martin Odegaard vừa thực hiện pha sâu kim. Một ngày thi đấu thăng hoa của nhạc trưởng người Na Uy. Rất hay. Khá đáng tiếc khi mà Granit Xhaka đã không thể đón được đường chuyền vừa rồi. Đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của Martin Odegaard. Granit Xhaka đã vào chậm hơn một nhịp. Martin Odegaard vẫn đang rất mềm dẻo. Khá hay. Granit Xhaka. Cú sút lại hơi thiếu lực của Granit Xhaka. Sợi dây liên kết giữa Martin Odegaard và Granit Xhaka đang được thể hiện rõ trong những phút vừa qua. Khá tốt. Martin Odegaard. Vẫn đang là Odegaard. Cơ hội. Odegaard không dứt điểm mà thay vào đó là một đường chuyền của Antonio. Odegaard. Martinelli. Với một đội hình thấp như thế này thì cũng không dễ để West Ham thực hiện những pha phản công. Cơ hội. Bàn thắng của Bukayo Saka.
vẫn là Martin Odegaard. Chúng ta cùng theo dõi lại liệu đã có lỗi việt vị hay chưa. Không hề việt vị thưa quý vị. Su Phan là người đã đứng sai ở trong tình huống này. Anh đã đứng quá sâu để theo kèm Martinelli. Một khung thành rộng mở cho Bukayo Saka. Đường chuyền quá tốt đến từ Martin Odegaard. Không hiểu ý nhau. Martin Odegaard. Hai gol! Ba một cho Arsenal và đó là Nketia. Một pha xử lý của một tiền đạo trung phòng, một mũi nhọn tấn công thực thụ, rất gọn gàng, quyết đoán. Pha kiến tạo lại là của Martin Odegaard. Trước đó thì Ben White cũng đã tạo ra một pha xử lý rất bất ngờ. Và cú xoay người của Nketia đã hoàn toàn loại bỏ kẽ hở. Gió đổi chiều rất nhanh. Tỷ số có thể là 1-0 trong hiệp 1. Nhưng 20 phút ở trong hiệp thi đấu thứ hai, mọi thứ đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều với Arsenal. Được lợi thế. Martin Odegaard. Odegaard không vào. Benrahma đã hơi chủ quan ở trong tình huống này. Anh đảo chân ngay khi mà bóng vẫn còn chưa qua được vòng cấm địa của đội nhà. Xử lý hơi mạo hiểm của Saliba. Quá hay. Martin Odegaard đang có một ngày thi đấu thực sự thăng hoa. Đúng là khi tự tin thì mọi quyết định đưa ra đều hợp lý. Anh thoát qua được hai sự truy cản của Bowen và Paqueta trong một phạm vi rất hẹp. Tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có ca cộng là có Tết.